Sau khi khép lại đêm chung kết Miss Cosmo 2024, người đẹp Philippines gây chú ý với thái độ lạ khi bị Bùi Thị Xuân Hạnh đại diện Việt Nam đánh bại. Sự việc đang thu hút sự quan tâm và chia sẻ của các fan sắc đẹp. Tối ngày 5 tháng 10, đêm chung kết Miss Cosmo 2024 chính thức diễn ra, trở thành đề tài được bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Điều được công chúng nhắc đến nhiều chính là việc Bùi Thị Xuân Hạnh đại diện Việt Nam bất ngờ vượt mặt Maria Atisa Manalo, người đẹp Philippines, để chốt sổ top 5 chung cuộc. Sau cuộc thi, cô nàng vẫn giữ thái độ lạc quan, vui vẻ khi ra về và được đông đảo người hâm mộ vây quanh an ủi. Thậm chí một số người còn hô to Miss Cosmo 2024 is Philippines, tạm dịch tân hoa hậu là người đẹp Philippines. Theo công chúng sắc đẹp, Atisa Manalo được đánh giá là thí sinh mạnh ngay từ những chặng đầu tiên diễn ra Miss Cosmo 2024. Cô sở hữu đầy đủ các yếu tố để tiến xa hơn ở vị trí top 10 chung cuộc nhờ thân hình nóng bỏng, kỹ năng trình diễn tốt. Ngoài ra, người đẹp còn là Á hậu 2 Miss Universe Philippines 2024. Trước đó, chân dài còn đạt được danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu quốc tế 2018. Với kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, mỹ nhân Philippines được khán giả sắc đẹp đánh giá có thể đăng quang Miss Cosmo 2024, nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Trên trang chủ của Miss Cosmo, khán giả quốc tế bày tỏ rõ sự bức xúc. Đáng chú ý, lượng lớn bài viết video công bố top 5 được đăng tải trên trang fanpage của cuộc thi Miss Cosmo đồng loạt bị người hâm mộ quốc tế bảo phẫn nộ. Lượng phẫn nộ trong những bài viết này từ hàng nghìn người lên đến chục nghìn người, cùng vô số những bình luận tiêu cực. Thậm chí cuộc thi còn bị gọi là cooking show. Trong giới nhan sắc, thuật ngữ này thường được dùng để nhắc đến một cuộc thi sắc đẹp thiếu sự chuyên nghiệp. Trước sự việc này, người đẹp Indonesia, tân Miss Cosmo 2024 đã đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Tôi không nghĩ mình phải nói với họ bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần cho họ thấy rằng chúng tôi đã có khoảng 3 tuần thi đấu và được theo dõi quan sát mỗi ngày. Nếu chúng tôi không thể hiện hết khả năng và cố gắng hết sức, dù chân đang đau nhức hoặc muốn ngủ trên giường cả ngày, nhưng bịa ra một lời bào chữa nào đó thì chúng tôi đã không có mặt ở đây. Điều tôi học được ở Miss Cosmo chính là việc không nói và hãy bước tiếp mỗi ngày, tân Miss Cosmo thổ lộ. Miss Cosmo là cuộc thi nhan sắc quốc tế được người Việt sáng lập, tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2024. Đại diện chủ nhà là Hoa hậu Xuân Hạnh. Mục tiêu tổ chức hàng đầu vì phụ nữ tiên phong, trao quyền và đồng hành cùng họ tạo nên cộng đồng văn minh, hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng bằng tiếng nói và hành động. Miss Cosmo 2024 đã tìm ra người đẹp Indonesia cho chiếc vương miện cao quý. Đồng thời, người đẹp Thái Lan đoạt được ngôi vị Á hậu. Ngoài chiếc vương miện cao quý, tân Miss Cosmo còn nhận được giải thưởng tiền mặt 100.000 đô. Một căn hộ, một xe hơi và có đặc quyền sử dụng nhiều dịch vụ làm đẹp cao cấp. Tân hoa hậu Ketus Bromata Sulia Street sở hữu nhan sắc cá tính cùng làn da bánh mật khỏe khoắn. Cô từng ghi danh tại cuộc thi Putri Indonesia 2024 và đặt danh hiệu Hoa hậu du lịch Indonesia Putri Indonesia Pariwisata 2024. Sulia Street là người ủng hộ cho du lịch bền vững và có đam mê to lớn với thời trang. Đây cũng chính là câu chuyện mà cô lan tỏa tại Miss Cosmo 2024. Tại cuộc thi, Sulia Street nổi bật như nguồn năng lượng tích cực và tinh thần vui vẻ lạc quan trong mọi sự kiện. Ngoài khiếu hài hước và thể hiện kỹ năng diễn xuất trước ống kính, cô ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả sau những màn catwalk chuyên nghiệp tại những show thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi.